Tối ngày 25 tháng 1, tại Trung tâm Thương mại của Nguyễn Phú, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quyền, khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng và thời trang mùa xuân lần thứ hai năm 2024. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024 và mừng xuân giáp thình năm 2024. Tháp dự có bà Lý Thị Tuyết Trinh, trưởng phòng văn hóa và thông tin quyền, lãnh đạo các xã trấn và đông đảo khán giả đến xem cổ vũ. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh quyền nhấn mạnh, hội diễn nghệ thuật quần chúng và thời trang mùa xuân trên địa bàn quyền là dịp để cổ vũ phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tôn vinh hạt nhân văn hóa văn nghệ các địa phương. Qua đó tạo không khí phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa sôi của huyện. Hội diễn lần này có sự góp mặt của 15 đơn vị với trên 200 thí sinh là công dân, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, người lao động tham gia biểu diễn với 140 tiết mục, gồm 3 thể loại, đơn ca, song ca, sân khấu và thời trang. Nội dung các tiết mục biểu diễn tập trung vào chủ đề ca ngợi đảng, bác hồ, bác tôn, tình đoàn kết dân tộc, kinh, hoa, chăm, Khmer, hình ảnh anh bộ đội cụ hồ, ca ngợi công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, tổ quốc, cuộc dẫn động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc dẫn động xây dựng nông thôn mới hiện nay. Hội diễn nghệ thuật quần chúng và thời trang mùa xuân lần thứ hai năm 2024 trên địa bàn huyện diễn ra từ ngày 25 đến ngày 18 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 âm lịch năm Quý Mão chương trình công diễn phát thưởng dần ngày 2 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch nằm Quý Mão tại công viên Quyền A Phố.